Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp vắt ngang qua nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa đã có mưa rào và rông, khiến tầm nhìn giảm và gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải diễn ra. Dự báo trong 3 ngày tới, thời tiết và tình trạng biển tại vùng vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông trong đó có quần đảo Hoàng Sa sẽ trở lại trạng thái ổn định, sóng gió duy trì cường độ không mạnh, mưa rào và rông chỉ xảy ra vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng. Riêng khu vực Bắc Biển Đông ngày mai còn có mưa rào rải rác, nên bà con vẫn cần lưu ý khi cho tàu thuyền lưu thông qua đây. Đối với vùng biển miền Trung từ Quảng Trị cho đến tận Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông, thời tiết và tình trạng sóng gió cũng không có nhiều biến động, nên nhìn chung sẽ không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải trong vòng 3 ngày tới. Riêng các vùng biển phía Nam, từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông trong đó có quần đảo Trường Sa, Mặc dù gió Tây Nam trong 3 ngày tới không mạnh, tuy nhiên mưa rông vẫn xuất hiện ở mức độ giải rác, nên tàu thuyền cần hết sức lưu ý về tầm nhìn giảm kèm theo hiện tượng gió giật trong cơn rông. Tiếp theo mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, thời tiết trên khu vực này phổ biến chỉ có mưa rào và rông vài nơi, gió hoạt động với cường độ trung bình, sóng có độ cao dưới 2 mét. Tình trạng biển bình thường nên sẽ thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra tại đây. Nhiệt độ duy trì ở mức từ 26 cho đến 33 độ. Xuống đến vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết được dự báo chỉ còn mưa rào rải rác trong nốt ngày mai, sau đó đến 2 ngày kế tiếp, mưa chỉ xảy ra vài nơi nên tầm nhìn tốt, cường độ gió chỉ khoảng cấp 4 nên sóng biển chủ yếu dao động từ 0,75 đến 1,75 m. Nhiệt độ trong ngày trên khu vực này sẽ không vượt quá ngưỡng 33 độ. Với vùng biển dọc các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, gió trên khu vực này thịnh hành hướng Nam đến Tây Nam với cường độ không mạnh, phổ biến chỉ khoảng cấp 4, nên sóng biển sẽ không cao quá 1,75 m Mưa rào và rông chỉ xảy ra ở diện vài nơi, ban ngày trời nắng tầm nhìn xa trên 10 km, nên nhìn chung thuận lợi cho hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Tại vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận, bao gồm đảo Phú Quý, trong những ngày tới, gió vẫn thổi theo hướng Tây Nam với cường độ trung bình khoảng cấp 4 đến cấp 5, nên không gây sóng cao biển động. Ban ngày phổ biến trạng thái mây thay đổi, có lúc giảm mây trời nắng. Nhìn chung thời tiết và tình trạng biển nơi đây khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển cũng như các chuyến tàu ra thăm đảo. Tại vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, bao gồm Côn Đảo, từ nay cho đến ngày 1 tháng 9, gió Tây Nam tại đây được dự báo vẫn sẽ hoạt động mạnh hơn các khu vực biển khác và đạt khoảng cấp 5, giật trên cấp 5. Ngoài ra thì mưa rông còn xảy ra giải rác vào lúc chiều tối. Trong cơn rông tầm nhìn xa sẽ bị giảm thấp và có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết như là sấm sét hay gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền, nhất là những tàu có tải trọng nhỏ. Chuyển sang vùng biển ở phía tây, khu vực Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Gió tiếp tục thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 4, nên sóng biển cao dưới 2 m Mặc dù sóng gió không mạnh nhưng tình trạng nhiều mây và có mưa rông vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại đây. Do vậy, bà con ngư dân cần đề phòng tầm nhìn giảm thấp và hiện tượng gió giật trong cơn rông. Tương tự vậy, trên vùng biển Vịnh Thái Lan, Khả năng trong 3 ngày tới, gió Tây Nam vẫn duy trì ở mức cấp 4, nên tình trạng biển ổn định. Tuy nhiên, do mây đối lưu vẫn phát triển, gây mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, nên phần nào ảnh hưởng xấu đến các hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân. Quay trở ra với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới, gió trên khu vực này sẽ thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ không mạnh nên tình trạng biển vẫn bình thường. Thời tiết có mưa rào rải rác trong ngày mai, sau mưa giảm xuống diện vài nơi trong ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9, nên ít gây trở ngại cho hoạt động lưu thông của các tàu thuyền có trọng tải lớn. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ vị Bắc, trong những ngày tới, nơi đây cũng duy trì đới gió Tây Nam với cường độ ở khoảng cấp 4 đến cấp 5, nên tình trạng biển ổn định. Thời tiết phổ biến có mây thay đổi, mưa rào và rông chỉ xảy ra vài nơi, nên nhìn chung vẫn an toàn cho các hoạt động hàng hải. Sau đó, bà con ngư dân có thể tiến hành các hoạt động đánh bắt xa bờ trên khu vực này tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và sông Tử Tây. Trong khoảng 3 ngày tới, gió Tây Nam duy trì ở mức cấp 5 nên biển động nhẹ với những con sóng có độ cao từ 1,25 đến 2,25 mét. Và lúc chiều tối, thời tiết có mưa rào và rông xảy ra rải rác nên tàu thuyền vẫn cần cảnh giác với tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km và hiện tượng gió giật kèm theo trong cơn rông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!